Em
có nhớ chị không? Nhớ hôm qua thì nói xấu em thì nhớ. Ai chà. Chị lại đi đâu rồi? Chết rồi, hôm qua nói xấu em. Chết rồi. Em không có trên này đâu, được rồi. Chết. Nói gì hả chị? Trời ơi, sao sáng nay chị đi chị không nói với em nhỉ? Bây giờ nhìn cái mặt mới nhớ ra. Chết rồi. Thảo này. Thảo. Dạ. Kép thuật viên. Em chẳng thích. Đốt cháy cái Thảo. Trời ơi, tao nói cái con mà nhà văn cục xúc á. Bắt chen rất kinh á. Buồn ghê, em có thấy nhốn thì không được làm. Nó cứ tớ rất là thích giấy nhún. Hôm qua làm giấy nhún rồi tớ lại nghỉ. Chẳng phải thích cái mớ này. Ngày nào cũng trưng cái đấy. Lố chưa vậy? Bàn tay của em, cái móng tay của em bên này, móng tay nhận. Chú